Chiến ơi, sắp đến Giáng sinh với cả năm mới rồi, anh chúc mọi người gì nhá. Ok. A few moments later. Xin chào các bạn, tôi tên là Lê Kinh Chiến, là CEO và founder của hệ thống nha khoa quốc tế Athena. Chúng ta đang sống những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2020 với những dấu ấn không thể nào quên từ Covid, từ sự phát triển của nền kinh tế. Và hãy để năm 2020 qua đi, chúng ta đón chào một năm mới 2021 với những đam mê, với những khát khao và cháy bỏng, để cùng nhau thực hiện những ước mơ của mình và phấn đấu năm 2021 chúng ta liên tục tiến lên, đạt những thành công mới. Thay cho một món quà tặng có giá trị, xin gửi những lời chúc tốt đẹp, hạnh phúc tới tất cả mọi người. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới nhiều may mắn và một mùa đông thật ấm áp bên gia đình và những người thân yêu. Hẹn đến rồi, chúc mọi người luôn vui vẻ, bên gia đình và người thân mà luôn nở một nụ cười thật tươi. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Xin kính chúc mọi người một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc bên gia đình, người thân. Chúc một năm mới. Noel đã đến rồi. Chúc mọi người có một Giáng sinh vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mùa Giáng sinh này xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Một món quà của tình bạn, một món quà của tình yêu, một món quà của hy vọng. Chúc tất cả mọi người một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp bên người thân và gia đình. Nhân dịp Giáng sinh, xin chúc mọi người vui vẻ, mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Chúc mọi người một Giáng sinh an lành, chúc một năm mới mọi người. Ok, chúc mừng năm mới. 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 Chúc mừng năm mới.